Quý khán giả thân mến, thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã rất nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp, trong đó có test nhanh để kịp thời truy vết, khoanh vùng các ổ dịch trên địa bàn. Trước diễn biến phức tạp của số ca mắc trong cộng đồng, biện pháp test nhanh tiếp tục được thực hiện linh hoạt theo các cấp độ quy mô để đảm bảo công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. 3 ngày qua, phường Lê Bình, quận Cái Răng phối hợp tổ chức test nhanh COVID-19 trên toàn địa bàn, trừ các trường hợp trẻ dưới 6 tuổi, người già yếu, bệnh tật không thể đi đến điểm lấy mẫu. Đến 15 giờ ngày 3 tháng 8, gần như tất cả người dân ở 8 khu vực đã thực hiện test nhanh và chưa phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Chủ trương là test sàng lọc nhằm để đảm bảo kịp thời cái sức khỏe cho bà con. Cái đó thì khu vực thì cũng có đi phát phiếu vận động cho các hộ dân đi test để sàng lọc cho bà con an tâm. Trong cái số sớm của chú là hoàn toàn là đi toàn bộ hết để phòng ngừa cho nó tốt. Qua điều tra dịch tễ, một vài trường hợp mắc COVID-19 ở phường Lê Bình có hành trình đi lại phức tạp hoặc tiếp xúc đông người. Cùng với thực tế, thời gian qua nhiều trường hợp nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng, nên địa phương đề xuất triển khai phương án test nhanh cho người dân trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng ngừa cũng như giúp mọi người an tâm thực hiện tốt hơn nữa chỉ thị 16. Tiếp tục tiến hành những cái biện pháp mà xét nghiệm thì đối với những cái khu vực mà phong tỏa nguy cơ cao thì chúng ta xét nghiệm là 3 lần, là mỗi lần cách nhau là 3 ngày. Còn đối với những cái khu vực nguy cơ là vừa thì chúng ta sẽ xét nghiệm là coi như 2 lần cách nhau 7 ngày. Và đối với những cái khu vực mà có vùng xanh hơn đó thì chiến thuật là xét nghiệm là những cái đối tượng nguy cơ khoảng 10% để mà chúng ta phát hiện những cái F0 tiềm ẩn trong cộng đồng. Thì đối với bà con đó thì coi như là trong quá trình mà triển khai xét nghiệm đó, thì cố gắng là động viên những người trong gia đình chúng ta được thực hiện đi ra chỗ lấy mẫu xét nghiệm để mà xét nghiệm cho một cách đồng loạt. Khi mà cái thực hiện chỉ thị 16 thì chúng ta phải lưu ý thực hiện giãn cách. Thành phố Cần Thơ đã sớm chuẩn bị các phương án phòng chống dịch bệnh theo từng cấp độ. Khi có trường hợp nhiễm bệnh trong cộng đồng, các cấp chính quyền đã đồng thời triển khai nhiều biện pháp ứng phó. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần tiếp tục bình tĩnh, tuân thủ đúng các quy định hướng dẫn của địa phương, thực hiện nghiêm 5K, chuẩn bị tiêm vaccine theo phân bổ để góp phần ngăn chặn, sớm đẩy lùi dịch bệnh.